là Vinahouse trong vòng 15 phút. Ready? Let's go. What's up YouTube, lại là Thịnh đây, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm Vinahouse trong vòng 15 phút. Lý do mà mình muốn làm cái video này để muốn biết thử xem là nếu như mình làm một cái bài nhạc hoặc là mà làm một cái job nào đó mà chúng ta bị giới hạn thời gian thì chúng ta sẽ tận dụng nó như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hẹn giờ ha, thì đây sẽ là 15 phút. Đây, 15 phút. Thì bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu. 13:08 ha, ok. Nhanh đi các bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ mở cái bộ sample bag của nó trước ha. Mình sẽ lấy một cái shock fill để ở đầu trước đã. Chết cha, chưa đổi BPM. 145 đi. Ok, kéo cái này về đây. Ok, kick. Lên này. Hơi chậm rồi. Tìm một cái collapse. Thông thường thì mình nếu mà mình không có bị giới hạn thời gian thì có đôi khi mình làm một cái phần drum của nhạc house thôi tốn 2 tiếng các bạn. Thì có lẽ trong video ngày hôm nay mình chắc là mình sẽ được là làm xong cái phần drum của nó đó. Có lý nha. Ok, thì một cái collapse khác sáng hơn xíu. 2000 years later. Bass. Ok. Nãy giờ nó hết 7-8 phút rồi. Ok, mà đổi qua cái tiếng này nó hợp lý hơn nè. Yo. Ok, mình sẽ cho nó một cái adventure khác. Tông 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 tông. Trời ơi, 11 phút rồi, holy. Ok, tiếng này đi. Ôi giời, hết giờ rồi. Oh no, 30 giây. Thời gian quá, mình không thể nào mình suy nghĩ được một cái melody á các bạn. Nó rất là khó luôn á. Mình đã mất đến gần phân nửa thời gian để làm cái drum. Nếu mà bài này mình có thêm 2 phút suy nghĩ thì mình sẽ làm như thế này. Thank you.
nếu mà mình còn thời gian còn khoảng 2 hay 3 phút á thì mình sẽ làm một cái melody như vậy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã ăn cám trong cái thử thách này, và đây là 15 phút của mình. Mà chúng ta nghe thôi. Và đó là tất cả những gì có trong cái video ngày hôm nay. Đừng quên là nhấn subscribe và like để xem thêm nhiều video hơn nữa nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video lần sau. Mình là Thịnh. Thank you and take care.